Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Ok, hôm nay mình sẽ tham dự cái triển lãm ảnh và các thiết bị ngành ảnh do VN Photo Show tổ chức. Đang có chương trình đấu giá là 4.500.000 đồng và giảm giá ngược. Chiều ngày hôm nay đó là 2 triệu đồng. Có anh em là có nhu cầu mua không? 2 triệu đồng. 2 triệu tay nghe. Hiệu JBL hiệu S700. Thì anh em nó có dùng điện, nó sẽ tăng cường tiếng bass, nó lọc tiếng chép rất là hay. Nó có phải như một cái bình thường. Sau khi mà dạo một vòng thì mình thấy nhiều món quá nhưng mà không có nhu cầu. Bây giờ mình sẽ đi mua cái tảng sáng cho cái flash của mình. Ở đây, ở đồ chơi nhiếp ảnh. Giá là 60.000 đồng. Alo. Thì khoảng 15 phút nữa thì ban tổ chức sẽ tiếp tục phần 2 của chương trình siêu sạc sàn ha. Mời các bạn chúng ta đi tham quan một vòng. Sau đó thì khoảng 15 phút nữa các bạn quay lại sân khấu của chúng ta bắt đầu tiếp tục siêu những cái món hàng rất là hấp dẫn. Và mọi người cũng biết là siêu ngày hôm nay rất là cái sạc sàn ở đâu. Anh em chú ý nha. Mua một cái thôi 60 nhưng mà mua ghép lên.